Chào quý cô chú anh chị, hôm nay em sẽ review cho cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường nhựa tập đoàn 2. Là căn nhà này nó thuộc về khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc của chú anh chị. Căn nhà nó gồm có một trệt hai lầu, gồm có hai phòng ngủ, gồm có bốn phòng ngủ và ba toilet của chú anh chị nha. Có cái sân trước, cậu xe hơi rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Thì một căn nhà trên mặt tiền đường tập đoàn 2, đường nhựa tập đoàn 2 này hôm nay cái giá rất là rẻ luôn cô chú anh chị nha. Căn nhà thì nó có diện tích là bề ngang 4 và 21, tổng diện tích nó 82 mét vuông. Thì căn nhà này có hướng là hướng Tây Bắc của chú anh chị. Một căn nhà cũng còn rất là mới cho mình luôn rồi cô chú anh chị nha. Thì một căn nhà cũng đầy đủ công năng cho mình sử dụng và cũng hôm nay chủ cũng có full nội thất hết cho mình luôn cô chú anh chị. Thì đây là cái phía trước này cô chú anh chị, chút xíu nữa em sẽ quay ra mặt tiền đường tập bằng 2 cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Nó bị cháy cánh đèn. Rồi, cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em vào tham quan chi tiết về căn nhà này. Thì căn nhà này hôm nay ông anh ông gửi lại cái mức giá của chú anh chị. Cái mức giá chỉ có 2 tỷ 900 triệu thôi cô chú anh chị nha. 2 tỷ 900 triệu mình sở hữu một căn nhà mặt tiền đường nhựa, mặt tiền đường tập đoàn 2. Nó có diện tích là bề ngang 4 và 21 của chú anh chị. Tổng diện tích nó là 82 mét vuông, một căn nhà sổ hồng riêng. Có giấy phép xây dựng nó đầy đủ nha cô chú anh chị. Thì căn nhà rất là rẻ cho mình luôn. Rồi em mời cô chú anh chị vào theo chân em vào tham quan chi tiết bên trong căn nhà. Thì một căn nhà cũng được xây dựng rất là kiên cố, đã còn rất mới luôn cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào mình có xe hơi cô chú anh chị thì mình mua căn nhà này rất là thích hợp nha cô chú anh chị nha. Thì cái sân trước nó rất là rộng cô chú anh chị, có thể đậu được một chiếc xe 7 chỗ, chiếc xe tải được luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị cũng cùng theo chân em vào tham quan chi tiết về bên trong căn nhà nha. Rồi cô chú anh chị sẽ cùng theo chân em vào tham quan chi tiết căn nhà nha. Thì ở đây nó là gồm có 3 căn cô chú anh chị đã bán hết rồi, mình chỉ có một căn, còn một căn ngay camera của em đang quay nè cô chú anh chị, chỉ còn một căn này thôi. Thì ở đây là mặt tiền đường nhựa của mình cô chú anh chị. Ở đây là cái hướng camera của em đang quay, đây là nó hướng nó sẽ ra ngay bến xe Hưng Long là cô chú anh chị, ra Hương Lợi 1 ngay bến xe Hưng Long, ngay cầu Tấm Bé của chú anh chị. Thì từ căn nhà mình ra bến xe Hưng Long thì tầm khoảng 2 km thôi nha cô chú anh chị nha. Thì nó sẽ ra ngã ba Tân Kim luôn. Thì ngược lại như camera của em đây là căn nhà em sẽ quay cái hướng bên tay phải này của chú anh chị, thì nó sẽ ra khu công nghiệp Phu Lu, là nó gọi là đường Long Phú của chú anh chị, ra ngay vòng xây Tân Kim. Thì một căn nhà như thế này một trệt hai lầu là của chú anh chị, còn rất là mới luôn của chú anh chị nha. Một căn nhà xây riêng biệt cho mình luôn, thì cũng có sẵn hệ thống máy lạnh đồ này kia sẵn hết cho mình rồi của chú anh chị. Rất thích hợp cho cô chú anh chị mua căn nhà này để sở hữu nha, vì căn nhà này hôm nay cái theo như cái giá này là rất là rẻ nha cô chú anh chị. Thì ở phía trước căn nhà của mình thì cũng có một lớp cửa bảo vệ bốn cánh cho mình luôn nè. Thì cũng đã làm sẵn mái che rồi hết cho mình luôn cô chú anh chị, và đồng thời có một cái sân. Thì ngay đây cũng có đèn đường rồi sẵn cho mình luôn. Ở đây cũng có một cái sân đậu xe hơi, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ, xe tải đồ mình đậu được luôn cô chú anh chị nha. Thì cũng đã được lập mái đồ, hàng rào an ninh hết cho mình luôn cô chú anh chị. Là một căn nhà này đồ sổ hồng riêng, điện nước riêng biệt cô chú anh chị nha. Thì một căn nhà như thế này là hôm nay cái giá rất là rẻ luôn cô chú anh chị. Do ông anh ổng muốn sử dụng nhà anh không có điều, không có sử dụng nữa, thì hôm nay anh gửi căn nhà này em bán lại nha cô chú anh chị nha. Thì ở mặt tiền ở phía trước căn nhà của mình thì cũng được lót gạch đá ống kính hết cho mình luôn cô chú anh chị. Thì bên trong cái lớp cửa bảo vệ bên trong thì một lớp lửa cửa sắt sơn chống dỉ sét và kiến ngừa lực nha cô chú anh chị. Cũng có bố trí cho mình một bộ màn và đồng thời có một cái bộ bức tranh cho mình luôn nè cô chú anh chị nha. Thì phía bên trên đó cô chú anh chị thì cũng có những cái đèn led đồ này kia, nhưng mà ảnh ở anh không có trang trí gì nhiều cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể về mình trang trí thêm là đèn led đồ này kia, đó là một căn nhà rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Ở dưới gạch nền của mình cũng được xài gạch bóng kiến qua văn cái dạng đá rất là đẹp rồi cô chú anh chị nha. Thì một căn nhà đã có sử dụng dầu nhưng còn rất là mới của chú anh chị, hôm nay với cái giá rất cực kỳ rẻ cho mình luôn, rất thích hợp cho mình sử dụng căn nhà này luôn của chú anh chị nha. Thì căn nhà này là anh chủ nhà anh full nội thất hết lại cho mình luôn của chú anh chị, là gồm có bộ ghế sofa nè, bàn ăn nè, tủ lạnh nè, là máy giặt luôn. Phía trên thì cũng có đầy đủ tủ giường áo đồ đây kia đầy đủ hết cho mình luôn của chú anh chị. Thì như em nói nãy đây có một cái bộ màn sẵn cho mình luôn nè của chú anh chị, đó nó có bộ màn sẵn cho mình luôn. Thì căn nhà mình về mình không phải làm gì hết cô chú anh chị nha, mình về mình có thể ở liền, mình dọn đồ giúp mình ở liền, mình không phải dọn sửa gì. Có khi cô chú anh chị với tầm cái giá 2 tỷ 900 triệu này thì những cái nhà diện tích nó nhỏ, đường hẻm nhỏ thôi, còn căn nhà này 2 tỷ 900 triệu mà mặt tiền đường nhựa, khu vực này là không quy hoạch gì hết nha cô chú anh chị. Thì ngay đây ngay cầu thang của mình cũng có đóng cho mình một cái kệ tủ này cô chú anh chị. Cái tủ này để cho mình làm một cái kho đồ đó, mình chất đồ trong đó cũng được. Thì cầu thang của mình cũng được làm tay gỗ kiến ngừa lực nha cô chú anh chị. Thì ngay chỗ này cũng có bố trí cho mình một cái tam cấp nè, để cho mình bố trí để rượu đồ này kia đó. Thì ở đây phía sau thì cũng phía sau cũng là một cái cấp cao hơn. Thì ngay đây cũng có
để cho mình một bộ bàn ăn nè cô chú anh chị, một bộ bàn ghế sẵn cho mình luôn. Thì cũng có chén dĩa nồi này kia đầy đủ này cô chú anh chị, và cũng có đồng thời để lại cho mình cái tủ lạnh luôn. Vì ảnh về đây á, đơn chiếc, thành ra ảnh công việc Sài Gòn cô chú anh chị không thuận tiện nha, chứ căn nhà này không có gì hết cô chú anh chị nha. Thì cô chú anh chị nào có thiện chí về căn nhà này thì cô chú anh chị cứ nhắc máy alo em sớm nha. Thì em xin nhắc lại diện tích căn nhà là cô chú anh chị được rõ luôn. Căn nhà có diện tích bề ngang 4, dài 21, tổng diện tích nó 82 m². Sổ hồng riêng, có sổ thì nó đi vay ngân hàng được nha cô chú anh chị nha. Thì bây giờ vay ngân hàng thì em cũng xin nói thật, phía vay ngân hàng thì một căn nhà trị giá mà 2 tỷ mấy thì ngân hàng nó hỗ trợ cho mình tầm khoảng 60% nha cô chú anh chị. Toilet được cũng còn rất là sạch sẽ luôn. Đây có một cái toilet phía sau, và đồng thời có một cái sân phơi phía sau luôn nè cô chú anh chị, cũng được lợp mái che sẵn cho mình luôn. Thì nói chung căn nhà này mình về mình không cần phải làm hết nha cô chú anh chị nha. Thì rất thích hợp cho cô chú anh chị mình trong thời điểm này mua để ở, về căn nhà này rất là rẻ luôn. Thì cô chú anh chị nào có thấy cái video này sớm thì cứ alo em, thì cô chú anh chị cũng đã tham khảo rồi đó. Vừa rồi em cũng quay mấy căn nhà diện tích nhỏ mà giá nó cũng tầm 2 tỷ mấy đó cô chú anh chị. Thì khu vực này là khu vực thuộc gì, đất ở đô thị nha cô chú anh chị, trung tâm thị trấn Người Dục nha. Thì bên kia đường của mình là Bình Chánh nha cô chú anh chị, xã Quy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em đi lên trên lầu và mình cùng tham quan cái hai tầng của mình gồm có gì nha. Thì hai tầng của mình gồm có 4 phòng ngủ của chú anh chị, 4 phòng ngủ thì cũng có giường ngủ đồ, tủ đồ này kia cũng có đầy đủ hết cho mình, công năng của mình sử dụng luôn. Thì một căn nhà này hướng là hướng tây bắc nha cô chú anh chị, hướng tây bắc thành ra rất là thông thoáng cho mình luôn. Một cái mấy cái phòng ngủ này cũng rất là rộng nha cô chú anh chị nha. Đó, mình lên trên đây, đây là cái phòng ngủ phía sau của mình, nó cũng đầy đủ tủ giường hết cho mình rồi cô chú anh chị. Thì đồng thời cũng có máy lạnh sẵn cho mình luôn. Đó, cũng có máy lạnh sẵn cho mình luôn cô chú anh chị, máy lạnh sẵn luôn, có tủ đồ sẵn luôn, quần áo đồ sẵn luôn. Thì đồng thời ở đây tất cả những cái phòng của mình là đều xài cửa gỗ hết nha cô chú anh chị nha. Đó, hai phòng của mình cũng đầy đủ nội thất cho mình luôn, chỉ về để ở thôi, kéo vali vô ở thôi cô chú anh chị, không cần phải làm gì hết. Đây nè, đó, đầy đủ giường chiếu đồ này kia, đầy giường là đầy đủ cho mình luôn nha. Những cái này mới hết đó cô chú anh chị, mới hết nha. Đó, hầu như là chưa sử dụng nha cô chú anh chị. Có màn cửa này kia cho mình luôn, có máy lạnh đồ đầy đủ luôn. Thì cô chú anh chị mà mua căn nhà này á, thì có thiện chí về căn nhà này thì toàn bộ nội thất đều để lại hết cho cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị mình đừng ngại nha. Đó, toilet cũng rất là sạch sẽ cô chú anh chị. Tại vì nói chung căn nhà này người ta không có sử dụng bao nhiêu cô chú anh chị ơi. Đó, ta mua để đó lâu lâu người ta về thôi. Bây giờ điều kiện người ta đi tới lưu khó khăn thì người ta gửi em lại bán căn nhà này. Em sẽ đi lên cái lầu 2 cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Lầu 2 thì ở trên nó cũng có hai phòng ngủ của chú anh chị. Thì nếu bây giờ gia đình mình có thờ gia tiên thì mình để một cái phòng mà phòng ngủ phía trước thôi chú anh chị, mình làm phòng thờ gia tiên nha. Đó, lên trên thì có phòng ngủ trên này. Thì đó, cũng như những cái phòng giữa phía dưới của chú anh chị cũng có đầy đủ tủ bàn ghế cho mình luôn. Đó, tủ áo, tủ trang điểm nè. Rồi có cửa sổ lấy gió trời luôn, rất là đẹp cô chú anh chị nha. Một căn nhà như thế này chỉ có 2.900.000.000 thôi, rất thích hợp cho cô chú anh chị mình mua căn nhà như thế này để sử dụng nha cô chú anh chị. Ai đây có toilet trên lầu 2 của mình nè. Đó, toilet lầu 2 của mình cũng rất là sạch sẽ, rất là rộng rãi luôn. Đó, thì đây là cái phòng ngủ ở trên cùng này cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mình thờ gia tiên thì mình lấy cái phòng này mình thờ gia tiên nha, còn nếu không thì mình cứ làm một phòng ngủ trên đây để có ánh sáng cũng được. Đó, đây em sẽ ra em và ban công phía trước, em quay sơ cái ban công cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đây, khu vực này là cô chú anh chị thấy nhà cũng rất là đông hết cho mình luôn nè cô chú anh chị, nhà cũng rất là đông luôn nè, gió rất là mát luôn cô chú anh chị. Đây là cái đường mặt tiền đường nhựa của mình nè. Đó, mặt tiền đường nhựa. Đó, bên đây là Bình Chánh của chú anh chị, Quy Đức, Bình Chánh, Hồ Chí Minh nè. Thành ra cô chú anh chị thấy thưa thớt không, đâu có cho xây dựng nhà gì đâu. Cánh mình ở bên đây là mình thuộc về Long An, gió rất là mát của chú anh chị. Em mới mở cửa em chưa kịp đóng nên nó làm ngập. Đó, rất là mát của chú anh chị, khu vực này rất là thông thoáng, rất là mát mẻ cho mình luôn. Thì trong vòng bán kính 1 km của chú anh chị thì mình rất là thuận tiện nha, cùng có Bách Hóa Xanh nè, chợ nè, xe buýt nè, trường học đồ này kia đầy đủ hết cô chú anh chị. Đó, nãy em không kịp đóng cửa cái đó, nó bị dập cái cửa này vô làm cái ầm. Đó, một căn nhà như thế này rất thích hợp cho cô chú anh chị mình mua để sử dụng nha. Rồi, cô chú anh chị nào có thiện chí về căn nhà này thì cô chú anh chị nhấc máy alo em, số điện thoại đường liên phía dưới nha. Rồi em nhắc lại diện tích này,
diện tích căn nhà là cho cô chú anh chị mình được tham khảo luôn. Thì căn nhà này có diện tích là bề ngang 4 dài 21. Tổng diện tích căn nhà này thì nó có là 82 m², sổ hồng riêng, sổ hàng lối đi, có giấy phép xây dựng đầy đủ cô chú anh chị. Thì hôm nay ông anh cũng gửi là cái mức giá bán chỉ có 2.900.000.000 thôi nha cô chú anh chị. Còn bớt chút lọc cho cô chú anh chị mình có thiện chí nha. Rồi cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và cho em một cái like, một cái đăng ký để cũng động lực em làm nhiều video mới nha. Rồi cô chú anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh của em á, thì hãy nhấn nút đăng ký kênh của em để em quay những cái bất động sản mới nhất về khu vực Tân Kim Hoàng Dục này cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Nếu cô chú anh chị mình không ưng ý căn nhà này thì em sẽ quay những căn nhà khác cô chú anh chị cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em và hẹn gặp lại cô chú anh chị những cái video tiếp theo ạ.